xin chào các bạn. Hôm nay là một ngày chúng ta thật là vui vẻ với cây cỏ hoa lá và các loài vật nhẹ nhàng, không có ai hại lẫn ai, chỉ có những con ong nên đang ve vẻ ăn chích vào hoa. Ngày hôm nay chúng ta còn mấy loài hoa nữa, xin giới thiệu bông hoa màu xanh nhợt nhạt lắm mỹ dạ. Xanh nhợt nhạt. Di chuyển nhanh nhẹn lên nào. Ủa, hoa này là đang cấy cành hay sao mà bó vậy trời? Ủa, chuẩn bị gì vậy? Hồi nãy em vào rừng đuổi hoa bắt bướm, vô tình dắp cục đá té cái đuổi đau luôn. Đáng đời, đáng đời. Kỳ quá hò. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón một bông hoa khách hồng hào, dễ thương, Puka. Quá, nó ra đúng nhịp. Nãy ra tưởng con bữa củi, con có chứ đâu mà nó bữa dữ vậy trời. Hồi nhỏ mà em đi đầm sen năm 90 mấy là mấy bà chị em hay mặc mấy cái đồ nè. Đúng rồi, hát chương trình thiếu nhi ở ốc đảo đó. Ai sắm bộ đồ mà có tím đồ, tím đồ. Đừng có tung mạnh quá. Tao nguyên giống nhạc nè, nguyên giống nhạc nhạc quá thiếu nhi nè. Rất dễ luôn. Ra vườn hoa em chơi. Em muốn hai một bông hoa đẹp. Em hoa cười, em nghe lời cô dặn hồng hai. Vì hoa này là của chúa. Một, hai, ba, chào. Sao mình hát nhiều tông vậy? Chết. Em là tông bè nữ cao. Em là bè nữ trầm. Hai đứa ở giữa là làng bè sinh thái hả? Ngủ là đi đi, ủa sao bình tĩnh đi. Mua lên em bây giờ mình lấy gì, lấy cà rốt hả? Ờ phải chị lấy một xong. Cái em cho chị, mình bỏ vào túi bỏ đi. Bỏ vào túi nào. Ủa cái đó đâu, cái đó đâu có dùng. Thôi em thích lấy. Có cho nào. Chị đi cẩn thận nha, coi chú mong em. Ý mình chị thuộc em, em đi em xuống nè. Trước đi. Cảm ơn em. Mình bệnh không hay đứa. Mình lấy cà rốt mình bỏ lại cho bên cái băng bên này. À, mình và chương trình chúng tôi có tính thời gian nha. Mình nhảy đi. Có sao không Ngọc? Chị em có sao không? Em lạc. Em lạc. Lạc quá. Tay rơi sao? Tay. Thầy giống là Ngọc kìa. Ủa, phải thầy giống vậy thôi. Dữ vậy. Để em làm ơi, làm ơi. 2 3 cúi xuống. Rối loạn tuyệt đình. 5 6 Dạ chưa nha, dạ mới có 5 thôi. Dạ chưa đủ, 5 lần nữa. Em đợi chị, em đợi chị. Mẹ đi trời ơi. Vô túi nha, hứng vô túi nha. Em đợi chị dạ. Thôi chị chóng mặt hả? Trời ơi. Ngọc ơi Ngọc, hứng vô túi. Một vô túi đây hả? Không vô lọt. Dạ. Em ơi cái túi này làm chị nhớ sự tích ăn khế trả vàng. Mai túi ba gan đem đi mà đựng cà rốt. Ê, cho tụi anh chơi với. Đi lên, lên, đi lên, lên. Em muốn cà rốt bây giờ. Dạ, 1, 2, 3. Hay quá vậy. Lên, 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 lên. Trời, chương trình nữa rồi. Gãy rồi, gãy rồi. Ừ, cái cày rồi. Rồi, lên, lên, lên. Nó được. Gãy cho nó ra ngoài đã. Đổ này đi. Hiểu không? Ê, 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 ê. 1, 2. Một, hai,
Tao nha con, tội mẹ. Giảm còn hết vào nữa, vì Lan Ngọc đã về đến trước rồi. Tỷ số hiện tại là 1-0 cho đội Lan Ngọc. Nhìn nó ghê lắm. Nhanh lên. Trời ơi, chúng ta đã chậm nè. Được rồi. Con chân gãy, con chân gãy. Rồi gãy xong. Buông tay ra. Nó lớn rồi, không tính nè. Đứa nhìn ghê quá. Quên quá, mình không có chung đội với Dạ. Sao vậy, gớm quá vậy đâu rồi. Lần nữa là không tính nha Ngọc. Ba rồi, cố lên mọi người, hai cái nữa. Bỏ đi, bỏ đi, đúng rồi. Không muốn ăn xích nữa luôn hả? Dạ, ký túc xích này có hơi quá khổ so với miệng chị không? Quá à. Nhanh, hết giờ rồi, thua người ta bây giờ. Cắm đâu trên chiếc mổ. Cắm đâu trên chiếc mổ gì nghe. Lại nè, lại nè. Con này thiệt á. Ướt dẹp à. Rồi lắm. Ôi lời 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 lời. Chưa, bên kia chưa có thì nó cắn mà hả? Rồi, có rồi, có rồi. Cái cây đó nó chỉ nghĩ đây rồi. Ở đâu ra? Thầy, 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 thầy. Ở đâu ra thầy? Đủ chưa? Còn một cục nữa. Lại nữa. Để bước đi, già quá thọt không có hồng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời này thông thảo quá, giống như là biết vua. Ai ai lại đỡ em nha anh. Ai cái này? Đỡ em. Trời ơi. Mà đừng có nổ bây giờ. Cái bọc đừng có lên bà ơi. Cái bọc đừng có lên. Đừng có hở cái mông. Ê, cái lần thả xuống là để bẻ bỏ mà. Cái thả cái mình xuống là bẻ à. Cái mình em đủ ký rồi. Tiếp ngon. Lên đây chị. Trời ơi. Lên đây tiếp. Xuống đó. Lên tiếp cái nữa. Xuống. Ngắm em. Bè bóng, bè bóng. Nắng con gì nè. Dễ. Dễ. Ngon này, dễ. Ngon này dễ. Dễ. Con chim. Con chim. Đó. Đúng rồi. Sao biết hay vậy? Đó mò. Nè cái đầu nè, cái đuôi nè, chỗ đáng đại thôi. Từng con dễ mà. Dâu mò chó. Con này rất dễ luôn á. Con này dễ nha. Rắn. Nó tròn tròn. Dài dài to to Ngọc. Con cá dương vật.
Lương, Lương. Không có được nhắc không được nói chuyện, không được nói chuyện. Con làm tiếp đi, làm tiếp đi. Làm bằng thấy không làm ra là tôi là dài rồi. Rắn chăng có ra. Đúng rồi. Phải làm dài lên ông gió được chứ. Chị phải làm cái đầu nó bự lên nhìn rồi nè, thì em mới dễ được. Đây, 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 đây. Con gì? Con tim. Con gì nè? Con gì? Trời ơi, con tim nó ghê chứ. Rất dễ con luôn. Mèo. Con bướm. Yeah. Hay quá. Con thể hiện tâm giác á. Mày vẽ đôi rồi đó. Dễ mà, dạ. Nè, con bướm vậy thôi nè, trời ơi. Kê, kê, chỉ kìa. Nửa bớt, nửa sao con nào cũng dài vậy, vô chị dạ con nào cũng dài. Cặp làm đôi. Họ hả? Dễ vậy dạ. Ủa, trời ơi, đâu biết chữ mà hả? Tạ, dạ. Rồi, đúng chữ rồi. Dạ, con dạ. Ba, dạ. Ba, dạ. Lâm bị dạ. Quá không, quá không, quá không, quá không. Dạ. Không, dễ. Dễ, cái này dễ luôn. Trời ơi, dễ hẹt. Chị cái nào chị cũng nặng có một con duy nhất à. Cái gió là... Trái cây. Trái cây. Trái cây, cây gì? Sai rồi. Bông. Đúng. Bông cải. Sai. Bông hoa. Đúng. Chính xác. Thật sự ở đây là khi mình chơi chị già phải trừu tượng dữ lắm. Em mới có thể đoán ra được, em không nên là đoán nổi. Trời ơi, đây là bông hoa, đây là thân hoa và đây là bông hoa. Wow. Không có bông hoa nào mà chọn con xá lá cây chỉ chọn cái này nè. Chị nặng ra cái đó thì em còn đoán ra được bông hoa chứ.